Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du trước mưa lũ, hồ thủy điện Hòa Bình đã tiến hành xả lũ, mực nước sông Đà dâng cao và chảy xiết ảnh hưởng đến việc nuôi cá lồng của người dân Phú Thọ. Ngay sau khi được thông báo, hợp tác xã cá lồng Thanh Thủy đã vận động người dân di chuyển các lồng đến vị trí an toàn, đồng thời tranh thủ thời điểm cá được giá, hợp tác xã đã thu hoạch bán được hơn 30 tấn cá thương phẩm, vì vậy đã giảm thiểu được thiệt hại. Thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ, hiện nay trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy có gần 300 lồng cá, sản lượng cá thương phẩm gần 100 tấn.